Bài chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến sáng ngày 29 tháng 7, cả nước đã ghi nhận thêm 8 ca bệnh nhiễm COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên tới 446 trường hợp. Và theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật được, đang có một ca nghi nhiễm COVID-19 xuất hiện ở Hà Nội. Qua điều tra giám sát mở rộng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm với trường hợp nghi ngờ cụ thể. Bệnh nhân 439, 68 tuổi, bệnh nhân 440, 41 tuổi, bệnh nhân 441, 43 tuổi, bệnh nhân 442, 55 tuổi, bệnh nhân 443, 43 tuổi đều là các bệnh nhân nữ, là người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Riêng 3 ca còn lại, bệnh nhân 444 là nam, 19 tuổi, là bệnh nhân tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân 445 nữ, 61 tuổi, là bệnh nhân tại Khoa mắt Bệnh viện C Đà Nẵng. Và bệnh nhân 446 là nữ, 39 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Lệ Đà Nẵng, là bệnh nhân tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Đà Nẵng. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 đã lên tới 446 ca, tính đến 6 giờ ngày 29 tháng 7. Việt Nam có tổng cộng 446 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Từ 18 giờ ngày 28 tháng 7 đến 6 giờ ngày 29 tháng 7, 8 ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trong diện cách ly là 16.248, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 375, cách ly tập trung tại cơ sở khác 12.996, cách ly tại nhà nơi lưu trú 3.352. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị Ban chế đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính là 1 với SARS-CoV-2 là 9 ca, số ca âm tính lạng 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 3 ca. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng tiếp tục điều tra dịch tễ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, xử lý triệt để ổ dịch theo quy định, không để lây lan. Tình hình dịch Covid-19 hiện đang có những chuyển biến vô cùng bất lợi, mong rằng người dân cả nước hết sức chú ý, tự bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng.